Rồi em chào bà con nhân nay ngày 30 tháng 3 2024 ha. Nên em lên cập nhật số máy rồi dòng rẻ thiệt rẻ cho bà con mua ủng hộ em ha. Rồi cây đầu tiên là cây 315 nha. Cây này ấp bầu neo chín, cây này bị nứt. Em bán giá có 300k nha. RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm luôn, xài được 2 SIM 4G luôn, pin thì tốt, máy móc ok luôn ha. Nó bị nứt nhưng mà cảm ứng thì xài bình thường. Đó, máy móc ok ha. Cảm ứng sao bình thường, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, có 300k thôi, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Đó, rồi mã số là 315 nha. Rồi cái 316 là cũng là Oppo Neo 9 nha, bị nứt luôn. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm, cây này em bán 350 nha, bị nứt có 1 đường một ha. Đây nứt con tí nỉ ở đây ha, nứt con tí nỉ à. Rồi cây này thì RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Em bán 350 nha, xài được 2 SIM luôn. Mã số là 316 nha. 2 SIM luôn, máy móc cũng còn đẹp ken luôn ha. Chỉ vì nứt một tí nỉ ở đó thôi. À, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel á. Sau đó cào ra đọc mã cho em ha, đọc địa chỉ, đọc tên, đọc rồi em ship ha. 350 thì cọc bao nhiêu thì em sẽ trừ ra ha. Cọc ví dụ như 350 này thì cọc 50 thì còn lại 320 là luôn tiền ship ha. Còn nếu cộng 100 thì còn lại là 250 ha. Mã số là 316 nha. Em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Rồi 317 nè, cây này Galaxy Z2 Pro nha, RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, xài được 2 SIM pin R luôn. Cây này thì full chức năng của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Máy móc nè, cực kỳ luôn, pin thì tốt lắm. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Rồi cây này giá là 350 nha, mã số là 317 nha, 350 nha. Rồi 318 nè, cây này cây Redmi Note 4 á, cây này bị nứt nên bán 350 luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G luôn. Bị nứt em bán có 350 mà RAM 3 bộ nhớ 32 nha, mã số là 318. Cây này thì chạy bi rồi chạy này kia là ok luôn ha. Máy móc em tải sẵn ứng dụng hết full ha. Đó, này đầu bi hay là chạy gì ok luôn, cảm ứng thì xài bình thường nha, cảm ứng full. Máy móc là full hết, chỉ là nứt kính thôi. Cây này thì ép kính được luôn á. Rồi em bán có 350 rồi, mã số là 318 nha. Có hồng ngoại luôn, 2 SIM 4G luôn ha. Rồi cây 319 nè, cây Galaxy Z1 2016 nha. Z1 20 nha. Cây này đọc online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400, xài được 2 SIM luôn, pin thì tốt lắm, nhỏ nhỏ gọn bỏ túi nghe gọi ok lắm ha. Rin nguyên cây luôn, 400k ha, mã số là 319 nha. Nhỏ xíu à. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Nè, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Bà con xài mấy ứng dụng thì không cũng lời nữa ha. Rồi cây này 400 nha, mã số là 319 nha. Rồi cái 320 nè, cây Vivo 1606 nha. Cây này có Face ID, vỏ thì xấu, em bán có 400 rồi nha. Android nó 6 chấm luôn, RAM 2, bộ nhớ 16 luôn, xài được 2 SIM luôn, một thẻ nhớ luôn. Máy nó cũ qua 5 tháng, màn hình thì đẹp nha. Màn hình thì không có nứt bể, không có gì hết. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Pin thì tốt, xài được 2 SIM luôn. Vỏ cũ nên bán 400 nha. Cái cây này em bán với 500 nữa. Bán 400, mã số là 320 nha, xài được 2 SIM. Này Vivo ha. Rồi 321 nè. 321 nha, cây này cây Huawei L21 nha, hơi ám nhẹ. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này mà không ấm nhẹ là cây này 500 ha. Cây này em bán 400k, pin thì rất là tốt, như trâu bò, xài được 2 SIM luôn. Máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng. Máy là rin luôn hết, toàn bộ luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, pin tốt lắm. Máy móc mình cứng khừ rồi. Xài được 2 SIM, bỏ SIM nghe gọi cũng ok, có 400 ha, mã số là 321 nha. Rồi cây 322 nè, 322 là cây Compact nha, Compact AR016, găng tay một chạm nè ha. Cây này xài được 2 SIM luôn, pin thì tốt lắm, nặng kịch. Đó, chờ gỡ cái nắp lưng ở chỗ này ha, bỏ SIM ha. Cây này em bán 400 nha, Android 5 chấm em bán 400, mã số là
322 nha. 400k được sở hữu một cây như này ha, màn hình đẹp men hết, toàn bộ zin hết. Đó, máy móc ok luôn ha, ám nhẹ thôi ha. Xài bình thường, tải ứng dụng sẵn ha, chơi những ứng dụng này được hết luôn ha, hai sim luôn nha. Đó, có 400k thôi, mã số là 322 nha. Rồi cái 323 là iPhone 5S nha, cây này 5S nha. Đó, 16GB. Cây này nghe gọi tốt lắm. Này có vỏ nó hơi xấu nhưng mà được cái là găng tay còn luôn nha. Đó, găng tay còn luôn. Mã số là 323 nha, 450 thôi, 450 iPhone 5S này ha. iPhone 5S này một thời em bộ găng tay em thử cái găng tay của em nha, em nhập mật khẩu. Mật khẩu của nó là 4 số 0 nha của em. Găng tay, em thử găng tay. Ướt gì vậy? Găng tay khó này nha. Đó, em thử găng tay nha. Mật khẩu là 4 số 0 nha. Nói găng tay em nha, em tắt mật khẩu luôn ha, có gì về bà con thêm ha. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 323 nha. iPhone 5S luôn, nó vỏ nó hơi xấu thôi, nhưng mà máy móc ok ha. Rồi cái 324 nè, Galaxy Z500 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn nha, xài được 2 sim luôn. Đó, vỏ cũ qua 5 tháng thôi, màn hình nó đẹp nha. Màn hình đẹp ken luôn. Đó, máy móc ok, tại sẵn ứng dụng hết cho bà con luôn rồi. Đó, nhưng giờ xài thấy ha. Rồi, cây này 450 nha, mã số là 3224 nha. Cây này xài được 2 sim luôn á. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì bao ship luôn, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt. Ai không chuyển khoản được thì mua cái cạc Viettel xong điện cho em nha. Rồi 324 nha, 450 ha. 325 nè, cây này cây Oppo A51W nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán 450 luôn, mã số là 325 nha. Cây này xài được 2 sim luôn. Máy móc ok của Oppo luôn nha. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Đó, riêng nguyên cây luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng một nùi luôn. Đó, một full ứng dụng luôn ha. Rồi về chơi không muốn đã nữa, màn hình đẹp, nó không nứt chày nhẹ thôi chứ không chày nhiều ha. Vỏ cũ qua 5 tháng rất là bền luôn. Cây này xài rất là bền ha. 450 mã số là 325 nha. Rồi cái 326 nè, cây này màu xanh, cây này màu trắng nha. Đó, Oppo A51W luôn. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn ha, xài được 2 sim có hồng ngoại luôn nha. Đó, vỏ cũ qua 5 tháng thôi, màn hình còn đẹp luôn nha. Màn hình nè, đó, màn hình rin men, cái rin hết toàn bộ luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Rồi 326 nha, 450 nha. Rồi cái 327 nè, cây Nokia 2.2 nha. Cây này học online tốt luôn. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 11 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn, Nokia 2.2 nha. 450 xài được 2 sim luôn. Cây này thì rin nguyên một cây luôn. Rin có nghĩa là chưa có đụng gì hết máy luôn, rồi rin nguyên cây nha. Đó, mã số là 327 nha. Màn hình rin hết toàn bộ luôn nha. Máy móc rin. Đó, màn hình đẹp quá trời luôn. Đó. Pin thì tốt lắm, Nokia thì pin tốt lắm ha. Cây Nokia này nó phiên bản của nó phải vuốt chỉ á. Vuốt từ đây nè, vuốt lên nó mới lên đó ha. Còn bình thường nó không lên. Máy móc ok, vuốt đi nè. Rồi em tải sẵn ứng dụng hết rồi. 450 mã số là 327 nha. Cái 328 nè, cây này cây Z-Test B51 nha, RAM 2 của nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này pin thì trâu lắm, trâu như con bò. Em bán giá 450 nha. Cây này thì sim nó nằm đây, 2 sim một thế nhớ nha. Ngay chỗ này có cái chỗ để mình để cái móng tay vô, bật cái này lên ha. Rồi 2 sim nha. À, 450 mã số là 328 luôn, pin thì trâu như con bò luôn ha. À, máy móc ok full. Đó. Pin này 5.000 luôn. Cây này 5.000 luôn. Em tải sẵn ứng dụng hết rồi ha. Rồi con xài thôi ha. Rồi cây này mã số là 328 x 450 nha.
cây 329 nè, cây này cây Apple Neo, Apple F3, Apple F3 mà RAM 40 nhớ 64, Android 6 chấm luôn. Cây này bị nứt nên em bán 500. Bán sổ cho bà con luôn, cây này bị nứt nên em bán 500 luôn ha. Đó, máy móc ok đi ép được luôn mà 2 mép. Em thì thợ em đi ép rẻ lắm. Có 150. Mà thôi để vậy, nếu mà đôn lên thì giá cao lắm. Em mà ép là lạng là em bán cây này tới 900 nữa. Nên em để về bán 500 ha, ai mua được mua ha, có gì về xích xài về xài, cảm ứng xài bình thường. Còn ví dụ như muốn có tiền thì muốn ép lợi cái cũng lời nữa, ép là cũng lời nữa ha. Nó 500k RAM 40 64 luôn, chơi được game Liên Quân Wi-Fi về up luôn ha. Mã số là 329 nha, 500k. Rồi mã số là 330. Cây này là cây VS Max Start. Cây này RAM 2 vẫn như 16, Android 10 chấm luôn. Cây này camera kép nè. Đó, em bán 550 nha. Pin thì trâu lắm. Máy móc cứng khử đã lắm. Cây này 1 cam ha. Mã số là 330 nha. Cây này xài được 2 sim luôn á. Màn hình đẹp Kensabel luôn. Gọi là camera giọt nước ha. Là Kensabel luôn. Máy móc ok full hết luôn. Pin cứng khử, pin tốt lắm. Cây này 550 nha. Mã số là 330 nha. À, VMAX Start, có nghĩa là tên của nó là VMAX Start nha. Còn ví dụ thì Start 2, Start 3, Start 4 gì đó thì em sẽ ghi vô nha. Nhưng mà cây này là VMAX Start thì em ghi đi VMAX Start nha. Chứ có người điện hỏi, ừ Start mấy? 2, 3, 4. Nó là Start thì ghi thì Start. Còn nếu số là em ghi vô rồi, cần gì phải nhắc. Rồi cây 331 nè. Cây này cây Apple A3S nha. Apple A3S thì camera kép nè. Ở cây này RAM 2, bổ nhiêu 16, Android 8 chấm luôn. Android 8 chấm luôn, bán 550 nha, bự lắm, màn hình bự ha. Cây này mã số là 331 nha. Máy móc thì ok, full cây ha. Màn hình thì gọi là tai thỏ nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng một nùi luôn, màn hình đẹp lắm nha. Màn hình đẹp luôn. Đó, đẹp ken luôn ha, màn hình rin luôn. Rồi cây này rin luôn ha. Đó, Apple A3S nha, 550, mã số là 331 nha. Rồi cây 332 nè, cây này cây ZTEP S15 Pro. Cây này camera, 3 camera luôn. Đó, đang tay một chạm luôn ha. Cây này pin cũng tốt lắm, RAM 2, bổ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán có 550 rồi nha, pin thì tốt lắm. Mã số là 332 nha. Nó găng tay một chạm mà camera nó 3 camera luôn, màn hình trên nó giọt nước luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, cây này thì em test kỹ lắm, máy móc ok full hết ha. Đó, tải ứng dụng sẵn hết cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, pin nặng kịch. Nặng kịch rồi nha. Đó, 332 ha, 550 nha. Đâu có mắc đâu, dễ gì cầm được 550 rồi đi mua được cái cây như thế này ha. Rồi cái 333 nè. 333 là cây VS Smart B3. Nó tên là vậy ha. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android 9 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 550 rồi. Pin thì tốt, pin thì trâu như con bò ha. Mã số là 333 ha, là B33. Đó, màn hình ok full ha. Cây này rin nguyên cây full luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng là nó những ứng dụng này là chơi được hết luôn nha. Máy móc ok luôn. Em test toàn bộ hết rồi. Mã số là 333 nha, 550 ha. Rồi mã số là 334 nha. 334 là cũng là VS Max B3 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 9 chấm luôn. Cây này em bán cũng 550 nha. 550 ha. Máy móc ok, xài được 2 sim luôn. Đó, máy móc full, gin nguyên cây. Máy móc gin luôn ha. Tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi. Đó, bự tổ hồi nãy pin tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. 550, mã số là 334 nha. Rồi cây 335 nè, cây này cây Galaxy A7-2016 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 650 nha, mã số là 335 nha, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này màn hình Super AMOLED xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn ha, màn hình đẹp luôn. Đó, màn hình Super luôn nha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, pin thì cũng tốt lắm ha. Đó, găng tay trên nút home luôn. Đó, mặt kính luôn. Mã số là 335 nha, 650 ha. RAM 3 chứ không phải thường luôn nha. A7 2016 nha. Nó sim ở đây nha, di sim ở đây ha, nó hai sim. Nó sim ở đây là một thẻ nhớ một sim ha, còn ở trên đầu là một sim ha.
có cây iPhone 6G 16GB quốc tế, nghe gọi tốt. Cây này em bán 700 quốc tế luôn nha. Quốc tế có nghĩa là mình đi các nước luôn, nước nào xài cũng được hết, rồi đủ thứ tiếng hết trơn nha. Máy móc ok luôn à, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này thì cây này mất găng tay nhưng cảm ứng thì xài bình thường hết, full hết à. Cây này quốc tế luôn ha, em bán có 700 à. Mã số là 336, chơi được game Liên Quân Wi-Fi về up luôn, tất cả ứng dụng được tải được hết. 336 nha, máy mơ rất là mạnh nha, 700k ha, iPhone 6G. Em có cây Sony. Sony nó bầu, sạc cũng đuôi taxi. Nó không phải là G322 nha, G3312 nha. Cây này là G346 nha, cây này mạnh hơn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 700, bán sổ vô con luôn, xài được 2 sim luôn nha. Đó, mã số là 337 nha, sạc cũng đuôi taxi, găng tay trên nút nguồn. Đó. Máy là riêng nguyên cây, pin thì khỏi nói, pin khủng lắm nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi nè, pin thì khủng lắm, máy móc ok full ha. Em test hết rồi, nó dày cỡ mới nặng kịch nha, nặng kịch rồi. Mã số là 337 nha, 700k nha. Em có cây iPhone 6S Plus nha, 6S Plus thì có chữ S này nha. Android iOS của nó là 15 chấm mấy luôn á, tại phiên bản cao nha. Cây này quốc tế luôn, 32GB hàng hiếm, 32GB với 128GB là hàng hiếm nha, tại vì hàng sau này nó ra còn ví dụ như là 16GB hoặc 64GB là mấy cái máy lần đầu nó ra, khi mà hút hàng rồi đó nó mới ra thêm một đợt nữa là 32GB hoặc 128GB. Cây này là 32GB ha. À, cây này full chức năng luôn, em bán giá 1 triệu nha, 1 triệu có găng tay luôn nha. Mã số là 338 nha, iPhone 6S Plus iOS nó là 15 chấm mấy á, có găng tay nè, đó găng tay nó chạy nè, đó nhấp vậy là biết găng tay nó chạy ha. Đó, máy móc ok luôn ha, rồi máy móc ok luôn, đó giờ gắn tài khoản vô chạy ha, nó 15 chấm mấy á. Rồi cây này á, chơi được Liên Quân Wi-Fi về up luôn, tất cả các loại game luôn ha. Giá 1 triệu nha, 999k là giá 1 triệu ha. Mã số là 338 nha. Cây này là iPhone 6S Plus nha, chứ không phải iPhone 6 Plus nha, có chữ S nữa nha, hộ em nha. Rồi máy vô vèo luôn. Cây này mã số là 290 à. Cây này là Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm, riêng nguyên cây, full chức năng, xài được 2 sim luôn nha. Đó, cây này là riêng nguyên cây luôn, bán giá là 350 nhưng mã số là 290 350 nha. Đó, máy móc ok, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. À, máy tải sẵn ứng dụng rồi, bỏ sim nghe gọi thôi mừng rồi, ok luôn ha. Rồi cây này hai sim luôn nha, của thằng Sam luôn đó, cũ qua 5 tháng thôi chứ xài tốt lắm. Rồi mã số là 290 350 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cọc 100 thì bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel, sau đó cào ra xong rồi cọc cho em ha. Đọc mã cạc rồi đọc địa chỉ, đọc tên ha. Cây này 350 thì trừ tiền cọc ra ha. Mã số là 290 ha. Rồi mã số là 291 nè. Cây này cây OBMV1 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm nha. Đó, cây này xuất xứ từ sản xuất từ Mỹ nhưng mà rum tiếng quốc tế nha. Xài sim gì cũng được. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16 luôn ha. Em bán có 350, mã số là 291, riêng nguyên cây, full chức năng luôn. Đó, máy còn đẹp ken luôn. Đó, cái nắp ở trên này đẹp ken luôn ha. Màn hình cũng còn đẹp luôn. Máy móc ok luôn ha. Vuốt bấm ở đây nè, vuốt lượt lên ha. Đó. Rồi, máy em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó. Tải sẵn ứng dụng rồi. Máy ok, full chức năng luôn. Pin thì cũng tốt lắm. Rồi cây này xài bình thường vô tư luôn ha. Bỏ sim nghe gọi tiếng Việt luôn. Cây này mã số là 291 nha, 350 luôn ha, 350 thôi. Rồi mã số là 292 nè. Cây này cây Oppo A51W nha. Cây này bị nứt, nó nứt một đường một ha. Từ đây nè, nứt qua đây nè. Cảm ứng thì xài bình thường, 2 sim nghe gọi ok. RAM 2, bộ nhớ 16 luôn, Android 5 chấm. Cây này em bán 350 luôn ha. Mã số là 292 nha, xài được 2 sim của một bộ luôn nha. Máy móc ok, full chức năng, em tải sẵn ứng dụng, một nồi ứng dụng luôn ha. Game bỗng ok, đủ hết chân luôn. À, máy móc ok luôn. Ai mua thì cọc quá ha. Pin thì tốt lắm nha. Rồi.
Rồi pin thì tốt lắm, máy móc ok full ha. 292 nha, 350 ha. Rồi cây 393 nè, cây này cây No 3 nha, No 3 bị nứt. No 3 bị nứt con đường ở đây nè ha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường, xài được hai sim, chọc sim ở đây ha, một thẻ nhớ nha. Rồi cây này RAM 2 bổ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 350 luôn, 350 nha, mã số là 293 nha. Máy thì ok full 5 tháng ha. Đó, màn hình bị nứt miếng thôi chứ xài bình thường, cảm ứng vô tư luôn. Cảm ứng xài bình thường luôn ha. Đó. Em tải sẵn ứng dụng rồi luôn à. Một nồi ứng dụng luôn nè. Đó. Máy móc ok luôn ha. Rồi giá là 350 nha, mã số là 293 nha. Rồi mã số là 294 nè. Cây này cây Apple F1S nha. Cây này cũng bị nứt luôn, nứt nha. Cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng luôn. Máy móc em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Chứ vô chơi ứng dụng thôi cũng lời nữa. Găng tay trên nút home luôn. Màn hình này ép được luôn á. Rin nguyên cây luôn. Cây này RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn á. Em bán có 350, xài được 2 sim luôn ha. Mã số là 294 nha. F1S nó cũng bự lắm. Đó, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn, màn hình rin luôn. Nó đi ép kính không cũng lời nữa ha. Rồi mã số là 294 nha, 350 nha. 295 nè, Galaxy Z500 nha. Cây này bị nứt. Đó, bị nứt một đường một ha, đường một. Đó. Cảm ứng thì xài bình thường, học online tốt, Android 5 chấm em bán 350 luôn. Mã số là 295 nha, 350 thôi. Xài được 2 sim luôn. Đó, màn hình rin men rin hết toàn bộ, bị nứt miếng thôi nha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường, pin thì tốt, bỏ sim nghe gọi cũng lời, có 350 rồi nha. Mã số là 295 nha. Rồi cây 296 nè, cây này cây iPhone 5G 16GB. Cây này nghe gọi tốt lắm, màu đen ha. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Rồi em bán có 400 à, mã số là 296 nha. Đó, máy móc không lỗi gì hết, đời cũ thôi, wifi nhận bình thường, máy móc ok full ha, không lỗi gì hết, em test sim hết rồi. Đó, test sim rồi. Máy móc ok luôn ha. Đó, test sim còn bộ nữa ha. Rồi cây này em bán giá có 400k, mã số là 296 nha. Tất cả máy ở đây em bán cho theo cộng cáp nha. Mã số là 296 400k. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cọc cái cạc Viettel 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt, ai chuyển khoản được 100 thì bao ship luôn nha. Còn không không biết chuyển khoản thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel xong cọc cho em nha. Đọc mã cạc, đọc địa chỉ, đọc tên nha. Vô 400 thì cọc qua em trừ ra ha. Cọc 50 thì 20k tiền ship, cộng 100 thì bao ship nha. Mã số là 296 ha, 400k. Rồi cây 300 nè, 300 đúng là Asus X008D nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán giá là 550 luôn, găng tay một chạm luôn ha, pin thì tốt, màn hình rin. Mã số là 300 nha, 300. Rồi máy móc ok full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Rồi 300 nha, 550 ha. 303 nè, cây này Galaxy iPhone 6G 64GB luôn. iPhone 6G 64GB quốc tế nghe gọi tốt ha. Cây này em bán 700 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, full chức năng. Mã số là 303 nha. Đó, 303 luôn. Bấm nút home cái nó ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok, pin tốt luôn, nghe gọi tốt lắm ha. Rồi cây này iPhone 6G 64GB luôn. Đó, 700k thôi, mã số là 303 nha. Rồi 304 nè, cây này cây iPhone 6G bị nứt miếng tí nị ha. Tí nị dưới đây ha. Nó nghe gọi tốt luôn, 16GB luôn. Em bán cũng 700k luôn ha. 700k mã số là 304 nha, 700k ha. iPhone 6G luôn. Máy móc ok full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng sẵn cho bà con luôn. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Rồi 304 nha, 700k ha. Rồi cái 305 nè, 305 là Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 750 nha, găng tay một chạm luôn ha. Có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim 4G luôn, máy full chức năng, rin nguyên cây luôn. Cây này rin luôn nha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Máy móc ok luôn. Cây này thì nó có chế độ vuốt lên thì nó vô Google. Máy móc ok, test sẵn hết cho bà con ha. Đó, máy full luôn, chơi được tất cả các loại game luôn. Đó, 750 nhưng mã số là 305 nha. Rất là mạnh mẽ ha.
Rồi mã số là 307 nè. Cây này cây Redmi 5 Plus nha. Đẹp cây luôn ha, găng tay một chạm luôn. RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán giá là 800 nha. Mã số là 307 nha, chơi được tất cả các loại game liên quân Wi-Fi Bay Up luôn nha. Máy móc ok luôn, full ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy chơi game lạ lắm. Ai mua thì cộng em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cộng 100 thì bao ship nha. Rồi 800k mã số là 307 ha. Rồi 308 nè, cây này cây Redmi Note 5 nha, Redmi Note 5. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha, 800k camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Mã số là 308 nha, 308 có 800k RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình đẹp Kensington luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Cây này riêng nguyên cây luôn. Cây này riêng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Máy móc ok ha, pin tốt lắm, chơi game luôn nha. Rồi 308 nha, 800k. Rồi cây 309 nè, cây này cây Redmi 5 Plus nha, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 800, chơi được tất cả các loại game liên quân Wi-Fi Bay Up luôn nha. Mã số là 309 nha. Máy móc mà chơi game thì khỏi nói rồi, máy ok luôn ha, full. À, máy móc cũng đã lắm nha, chơi được game liên quân Wi-Fi Bay Up luôn, còn hành riêng luôn, nó chạy mạnh lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 800 nhân mã số là 309 nhân 800k ha. Rồi cây này 310 nè, 310 là cây No 6 nha, No 6.1 Plus nha. Tên nó vậy ha, màn hình nó đẹp bóng lưỡng, màn hình nó máy móc ok, full chức năng, không bể, không nứt, không gì hết. Sạc đôi tay si, xài được 2 sim. Găng tay nằm đây ha, camera kép. Nó bóng lưỡng rồi, nó cùi cụi sao đó, đã lắm. Nó kiểu như sang trọng á. Đó, cây này RAM 4, mũi nhớ 64 trong cái thường ha. Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, 900k, mã số là 310 nha. Đó, máy móc ok luôn, đẹp Kensington ha. Đó, 6.1 Plus nha. Cây này xài 2 sim luôn. Máy móc ok full ha, full đẹp. Máy rất là mạnh luôn, RAM 4, mũi nhớ 64 nó mạnh lắm, tải sẵn ứng dụng cho bà con nha. Chi tiết luôn, đã ha. Máy thằng No nha, sạc nuôi taxi, sạc nhanh luôn. Rồi 900k nha, mã số là 310 nha. Rồi cây 311, cây này cây Galaxy S8 Plus nha. RAM 4, mũi nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này đẹp nha, có nước ơn sao miếng ha, nước ơn sao nè. Rồi cây này em bán là 2.3 nha, 2.3 có sạc không dây nè, đo nhịp tim nè ha. Găng tay một chạm nè, màn hình Super AMOLED luôn, sạc đuôi taxi ha. Đó, 311 nha, mã số là 311, máy móc full chức năng không lỗi gì hết. Máy móc ok luôn ha, nó màn hình không đẹp, không lấy tiền, đã luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, cài rất là đã luôn, cây này 2 sim luôn nha. Rồi cây này mã số là 311 nha, 2.3 nha. Rồi cái cây em có cây Galaxy Note 10 Lite nha, Note 10 Lite, RAM 8 cộng 8, bộ nhớ 128, Android nó 11.12 chấm luôn, 3 camera luôn nha. Cây này thì full green luôn, máy móc ok full hết luôn ha. Đó, 10 Lite nha, cây này em bán 3.2 triệu, mã số là 312 nha. Nó có sạc không dây nè, sạc còn đuôi taxi nè, có cây viết nè. Màn hình thì khỏi nói đục lỗ luôn, đẹp Kensington luôn. Máy quá đẹp luôn ha, pin thì tốt lắm. Cây Note 10 Lite này tốt lắm ha. Rồi 3.2 triệu nha, mã số là 312 nha. Máy móc ok luôn ha. Đẹp lắm, long lanh. Cây này xài được 2 sim nha, 2 sim luôn, 312, cây này xài được 2 sim luôn. 3.2 triệu nha, quá rẻ luôn. Cây này thị trường bán cao lắm, màn hình bằng cái giá em bán luôn. Mã số là 312 nha. Rồi cây 266 nè, cây này Galaxy Z200 nha, cây này xài được 2 sim luôn á. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này thì em tải sẵn ứng dụng một nùi luôn. À, mã số là 266, 400k nha, xài được 2 sim luôn nha, của thằng Sam luôn, riêng nguyên cây, full chức năng. À, thấy bà con tải trò chơi này kia cũng nói chung cực khổ, nên em tải cho hẳn cho bà con nè. Đó, em tải sẵn một nùi game luôn, nó chơi game cũng lời nữa, cái đủ thứ ở trên đây luôn ha. À, nay sau này là em sẽ tải full cho bà con luôn ha. Bà con khỏi tải, cứ để sim vô nghe gọi với kết nối wifi vô là ok ha. Khỏi cần gắn tài khoản gì chân, cứ để về xài ha. Nó mạnh lắm.
Nếu mà để về xài thì em bao luôn mạnh lắm nha. Tại em full nó rồi, em có bộ đồng hóa rồi, rất là mạnh đó. Bấm cái kịch 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 ga vô rồi thoải mái luôn đó. Vô tư luôn ha. Nghe gọi cũng lời nữa, có 400k bỏ sim, hai sim luôn nghe gọi cũng lời nữa. Đó, mã số là 266 nha. Rồi còn cây 267 cũng là Galaxy Z200 luôn, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này cũng 400 xài được hai sim luôn. Riêng nguyên cây full chức năng cũng tải sẵn hết toàn bộ cho bà con luôn. Đó, tải sẵn hết. Em ở đây là giờ tải sẵn hết cho bà con chơi luôn ha. Nhờ cái game này không mà cũng lợi nè. Đó. Chơi game buồn buồn mình bắt lên mình chơi cũng lợi nữa. Đó. Rồi mã số là 267 nha, 400k ha, xài được hai sim nha. Rồi cái 268 nè, Oppo Neo 9 nha, cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm, cây này em bán cũng có 400 thôi nha. Mã số là 268 nha, xài được hai sim luôn á. Máy móc ok luôn, full chức năng, em cũng tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn hết một nùi ứng dụng luôn. Đó, game bỗng thì ok luôn. Bỏ được hai sim luôn, chọt ở đây nè, bỏ hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Mã số là 268 nha, 400k ha, 400 nha. Đó, của thằng bồ luôn ha. Rồi cây 269 nè, cây này cây Vivo Vivo 1606 nha, cây này có Fire ID ha. À, RAM 2 bộ nhớ 16 Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 400 rồi nha, 400k luôn ha. Mã số là 269 nha. Máy móc ok luôn, Android 6 chấm luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, ai muốn tải full thì nhắn em cái em tải full game cho ha. Còn thôi nha, cứ full. Đó, máy móc ok, màn hình tốt, pin tốt, xài được hai sim luôn. Đó, 269 nhân 400k luôn của Vivo nha. Đó, máy móc ok. Toàn bộ cam em test hết rồi, khỏi cần test cam, cam gọn ok hết toàn bộ luôn. Đó, em ở đây em mua mua của sĩ hư lỗi nhẹ nhẹ là em thảy hết, trả lại hết. Cái nào tốt nhất em để bán cho bà con ha. 269 nha, 400k nha. Rồi 271 nè, Vivo 1606 nha, có Face ID, RAM 2, bộ nhớ 16 Android 6 chấm luôn. Cây nào đẹp lắm nha, long lanh. Em bán 450 nha, mã số là 271 nha. Xài được hai sim luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Tải full game luôn nha. Đây em tải full game game nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Có ai muốn tải full game thì nói em tím tải full luôn ha. À, máy móc ok luôn. Mua thì cọc qua em chốt ha, 450 mã số là 271 nha, 271 ha. Rồi cây 272 nè, cây này Nokia 3.1 luôn, cây này RAM 2, bổ nhớ 16 Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 500k nha. À, pin này là của không phải của nó, em chế pin vô nó hơi bự tí ha. Nó hơi bự tí thấy giống như phù không phải nha. À, 500k xài được hai sim một thẻ nhớ nha, Android 3.1 á. À, máy móc ok. Nokia 3.1 nha, Android nó tới 10 chấm luôn. Máy pin cũng tốt lắm, ok luôn ha. Đó. Bỏ hai sim nghe gọi luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, Nokia 3.1 nha, cũng mạnh tương đối nha. Đó, ai muốn tải full game thì nói em tiếng nha, em tải full game. Rồi cây này bán 500 ha, mã số là 272 nha. Rồi cây 273 nè, cây này cây VMAX Start nha, RAM 2 bộ nhớ 16 Android 10 chấm luôn. Cây này camera kép luôn, pin thì trâu như con bò. Đó, cây này giá là 500 ha, mã số là 273 nha. Máy móc ok, xài được hai sim luôn. Máy móc đã lắm, xịn sò nha. Đó, máy xịn sò ok luôn, full ha. Đó, máy full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Máy đẹp lắm. Có giọt nước luôn nha. Rồi 500k camera kép luôn, pin tốt lắm. Mã số là 273 nha, 500k ha. Rồi cây 274 nè, cây này cây Oppo R7 SS ha. Cây này hơi ám, riêng nguyên cây full chức năng mà được cái RAM 4 bộ nhớ 32 Android 5 chấm. Cây này thì không nước không bể không gì hết, bị ám nhẹ thôi ha. Màn hình riêng men riêng riêng toàn bộ luôn. Cây này thì riêng hết luôn, xài được hai sim luôn nha. Nó 500k thôi, RAM 4 mua nhớ 32 500k thôi, chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn. Mã số là 274 nha. Nó hơi ám không nước không bể không gì hết. Máy móc ok luôn, tải full game. Đó. Máy móc ok luôn, tải một nồi game ở trong đây luôn. Pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn của Up ấy ha. Đó, máy còn kẹp kênh luôn. Rồi cái này mã số là 274 nha, 500k thôi, RAM 4 nha.
Rồi cái 275 nè, 275 là cây Apple F3 nha, cây này bị nứt. Nó mới nứt nè, nhưng mà rin nguyên cây luôn, có thể là ép kính được nha. Màn hình này ép được nha, màn hình rin. Bị nứt một miếng ở trên đây nè, cảm ứng thì xài bình thường luôn. Em tải full game. RAM 4 của nhớ 64, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 500k thôi. Bỏ sim, hai sim nghe gọi tốt lắm. Mã số là 275 ha. Em để giá không ép để vậy cho bà con về, nếu mà để về xài thì cũng rẻ ha, còn ép lên thì cũng lời nữa ha. Ép lên cây này thì ra tiệm nếu mà thợ thì ra khoảng 200, còn nếu mà người thường thường cũng 250 vẫn lời. RAM 4 của nhớ 64 mà ha. Rồi mã số là 275 nha, 500k ha, hai sim luôn á, máy móc ok luôn, em tải sẵn nồi ứng dụng nè đó, camera kép luôn ở trên trước luôn nha. Rồi cây 275 nè, 500k. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Rồi cây 276 nè, cây này cây Galaxy A01 nha. Galaxy 01 cây này nặng, pin trâu lắm, nặng kịch ha. Nó RAM 2 mà bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn, Android nó cao quá trời ha. Mã số là 276 nha, em bán 600k nha. Cây này thì bỏ túi bền lắm, pin thì trâu như con bò luôn. Pin thì trâu lắm. Đó, bỏ túi, em tải full game nó tải full game luôn, pin trâu lắm, full game luôn nè. Đó, tải những ứng dụng cần thiết cho bà con ha. Đó, bắn cá bắn trứng đầu vàng chém trái cây, cây này Android tới 10 chấm luôn, tải tất cả ứng dụng luôn nha. Đó, nhưng mà để vậy thì em bộ văn hóa nó rồi nên nó rất là nhanh, đừng có nói chung là về đừng để về xài thì khỏi nói nó chạy không thấy đường, tải thêm thì nó hơi ấy nha. Rồi 600k, mã số là 276 nha. Rồi 277 nè, cây này Apple A83, cây này hơi ám, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn, cây này cũng RAM 4 64 luôn nha. Cây này em bán 600 nha, mã số là 277 nha. À, cây này là Apple A83 chứ không phải thường đâu, máy móc mà không ám gì mấy nha, hơi nhẹ nhẹ thôi mà vẫn tính ám, tải full chức năng luôn, full game. Đó, không ám gì hết luôn, ám nhẹ thiều không thấy luôn á, như đó, ám nhẹ thiều ha, nhưng mà để ám là bình thường, ám là nói ám ha. Rồi tải full game, pin thì tốt, xài được hai sim luôn, 600k, RAM 464 luôn ha. Rồi mã số là 277 nha, ai mua thì cọc qua liền nha, cọc cái cạc thì theo 50% gì đó hay chuyển khoản lụm liền nha, bọc bọc liền ha. Rồi mã số là 278 nè, cây này cây màu đỏ đẹp quá tờ luôn, màu Redmi đỏ ha, Redmi Note 6 Pro ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nhớ 9 chấm luôn, camera kép là gamma roi ha, găng tay một chạm chạm vô là mở ha, có hồng ngoại nha, xài được hai sim 4G luôn. Rồi cây này em bán 800 nha, Android 9 chấm luôn, 800k, mã số là 278 nha. Máy móc còn còn ok luôn ha. Ở trước nó có camera kép luôn nha. À, màn hình full ken, màn hình full luôn nha. Đó, màn hình full luôn, đã luôn nha. Máy móc ok, rất là mạnh mẽ nha. Đó, máy mạnh lắm. Rồi cây này em bán giá là 800 nha, mã số là 278 nha. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi-Fi, Bi-Up, chơi được hết toàn bộ luôn nha. Đó. Rồi em có cây 279 là cây Galaxy J8 2018 nha, J8 2018, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 10 chấm. Cây này thì em bán 800 nha, có găng tay một chạm nè ha, có camera kép nè ha. J8 thì của thằng Sam nha. Đó, của thằng Sam nha, full chức năng không lỗi gì hết, xài được hai sim một thẻ nhớ nha. Full chức năng luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin tốt lắm nha. À, bỏ được hai sim 4G luôn ha. Rồi cây này 800 nha, màu xanh môn nha. À, 800k, mã số là 278 279 nha, 279 ha. Rồi cây 280 nè, 280 là cây Galaxy J8 2018 nha, màu vàng nha. Cây này găng tay một chạm, camera kép ha, xài được hai sim 4G ha. Cây này cũng full chức năng nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây em cũng bán 800 nha, mã số là 280 nha. Máy móc ok full ha, full cây luôn. Đó, máy móc full không lỗi gì hết nha. Đó, máy ok luôn, pin tốt lắm, trâu như con bò, bỏ hai sim luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 800 nha, mã số là 280 nha, 800k ha. Rồi 281 là 281 là Galaxy Note 8, cây này Note 8 nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn.
Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, không lỗi gì hết luôn, màn hình riêng hết toàn bộ, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này có hồng ngoại luôn mà RAM 4 nha, màn hình cong một bên nha. Đó, mã số là 281 nha, 900k ha. Có đo nhịp tim nè, đó, có đo nhịp tim, có cái viết nha. Đó, máy móc ok luôn, cây này vừa cổ mà vừa được cũng rồi. Nhờ màn hình Super OLED nữa, đẹp ken luôn. Màn hình đẹp lắm nha, cây này lâu lắm mới thấy được một cây đẹp như vậy luôn đó. Nó màn hình không ám, không ố, không bể, không nứt, không tơ, không mực, không gì hết luôn. Ở đây có display màn hình nó cong luôn nha. Đó, cây này với màn hình không lận 1 triệu mấy, 2 triệu. Mà giờ em bán có 900 mà luôn, nguyên cây full luôn. 900k, mã số là 281 nha, 281 ha. Máy móc ok full luôn ha. Rồi, mã số là 283 nè, cây Galaxy Note 5 nha. Note 5 luôn, có đo nhịp tim nè, sạc không dây nè. RAM 4, bộ nhớ SRAM 4, Android nó 7 chấm, màn hình Super AMOLED. Nó máy móc ok luôn ha. Nó có cái viết nha, Note 5 là có cái viết sạc không dây nha. Có chức năng sạc không dây nha. Em bán 999 nha, bán 1 triệu ha. Cây này Android 7 chấm luôn, em bán 1 triệu nha. Mã số là 283 nha. 283 ha, găng tay trên nút home nha. Màn hình đẹp ken span, không nứt, không bể, không gì hết. Màn hình đẹp luôn nha. Cây này cây Note 5 á, chứ không phải thường ha. Nó màn hình không đớm, không ám, không ố. Màn hình hiếm lắm nha, mấy đường vậy nha. Tại vì của tất cả dòng Samsung mà Super OLED cho lên nó toàn bộ xài cái đời này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà xài là nó bị ám. Nhưng mà giờ cây này còn đẹp ken luôn, là do chủ nhân nó xài tốt quá. Bán giá 1 triệu luôn ha, chứ thường thường em bán cây này cũng 1 triệu 2 á. Mã số là 283 nha. Rồi em còn cây giống vậy luôn, Galaxy Note 5 luôn. RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Em bán giá 1 triệu luôn, cây này cũng có sạc không dây, có đo nhịp tim ha. Mã số là 284 nha. Máy móc ok full chức năng luôn, màn hình cũng đẹp lắm, ken span luôn. Đó, màn hình ken luôn, không ám ố, không mực, không gì hết luôn. Có cây viết luôn nha, máy móc ok full ha. Rồi em bán giá 999k nha, để 999k cho đẹp nha, bán giá 1 triệu nha. Mã số là 284 nha, màn hình Super AMOLED luôn nha. Máy móc nè, ôi có cái viết ha, chọt ra ghi ha. Em có cây Oppo K3 nha, RAM 6, bộ nhớ 64, Android 10 chấm, 11 chấm luôn nha. Cây này em bán giá 1 triệu 3 nha. Máy full chức năng không lỗi gì hết luôn, chỉ có nắp lưng nó bị bể, em dán cái đề can này nha. Tại em mua không ông mua ông không có rảnh để đi mua cái nắp lưng này. Bà con rảnh thì mua, không rảnh để về xài ha. Nếu ông dán vô thì đụng giá lên cao quá. Cây này thì 1 2 1 2 3 3 4 4 camera luôn nha. 4 camera luôn, nó tên là Oppo K3 nha, RAM 6, bộ nhớ 64, Android 11 chấm. Cây này em bán giá 1 triệu 3 nha, 1 triệu 3. Đặc biệt nha, màn hình thì ok. Nó là có camera thụt lò nha. Đem thử camera thụt lò cho bà con coi ha. Nó camera sau nè, camera trước nè. Đó, camera trước chạy lên như chạy xuống luôn ha. Đó, thấy chưa? Đã lắm. Rồi camera thụt lò bán con 1 triệu 3 mà RAM 6 luôn nha. RAM 6 luôn, pin thì trâu, xài còn đuôi tai si. Xài được hai sim 4G, 5G luôn nha. Nó giá 1 triệu 3 nhưng mã số là 285 nha, 285. Rồi cái 286 nè, cây này Galaxy A51 nha. Nó A51 luôn. Cây này thì RAM 6, bộ nhớ 128, Android nó 10 chấm, 11 chấm luôn. Cây này của Sam nha. Nó 4 camera luôn, bán giá 1 triệu 8 nha, RAM 6, bộ nhớ 128, A51 nha. Mã số là 286 nha. Nó sạc đuôi tai si. Màn hình người gọi là màn hình tay thợ đục lỗ luôn, đục lỗ luôn nha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy ok luôn ha. Máy này đã lắm nha, màn hình đục lỗ luôn. Rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Rồi cây này RAM 6 nhớ 128 nha, giá 1 triệu 8, mã số là 286 nha. Máy ok luôn, full đẹp ha. Rồi các em có cây Galaxy S8 Plus, S8 Plus. Cây này màn hình Super AMOLED. Màn hình đẹp luôn, không ám ố, không gì hết luôn. Đẹp ken luôn, không nứt, không bể, màn hình cong Super AMOLED cong luôn nha. Đó, cong luôn nha. Nó sạc đuôi tai si luôn. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm nha.
Cây này màn hình không mắc hơn giá tiền em bán nữa. Em bán giá 1,8 triệu nha. Cái màn hình nó mắc hơn. Cây này có găng tay nè, đo nhịp tim nè, sạc không dây nè, sạc bằng đuôi tai si nè. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, máy móc ok full luôn nha. Bỏ sim nghe gọi sang chảnh luôn. Đó, máy móc ok ha. Đẹp, kênh Seven cũng sao luôn nha. Rồi giá là 1,8 triệu nhưng mã số là 287 nha. Ai mua thì cọc qua liền ha. Rồi 251 nè, Vivo 1606 nha. Cây này bị đốm nhẹ ha, nó bị đốm miếng. Đó, cây này có Face ID, đốm nhẹ trên màn hình nè. Cây này thì có Face ID luôn, gân diện không mặt luôn ha. Đốm này vài bữa nó cũng hết luôn á, sạn thời gian nó sẽ hết ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16 Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 300 nha. Thường thường cây này em bán 500 á, giờ em bán có 300 do bị đốm mà em nhẹ ha. Rồi nó rin nguyên cây full chức năng luôn, xài được 2 sim nha. 251 nha, 251 giá 300, mua cái này bỏ sim vô chữa cháy cũng lời nữa. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng rồi ha. Rồi 251 nè, giá 300 nha. Rồi cái 255 nè, 255 là Huawei U00 nha. Đó, cây này học online tốt, Android 6 chấm luôn. Android 6 chấm pin trâu lắm, pin ok lắm ha. 400k thôi, mã số là 255 nha. Cây này thì chạy được ứng dụng này kia ok luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng pin tốt lắm, 2 sim luôn nha. 2 sim luôn, pin tốt lắm, máy cũng tương đối là mạnh nữa ha. Rồi màn hình thì đẹp luôn. Cái này 255 nha, nặng tay lắm. 400k ha. Rồi cái 256 nè. Cây này cây No 3, No 5 nha. Cây này No 5 ha. No 5 màu cam. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha. 500k mã số là 256 nha. Cây này xài được 2 sim, một thẻ nhớ chọc sim ngoài ha. Màn hình này rin nguyên cây full chức năng. Đó, rin luôn, màn hình đẹp luôn ha, rin luôn. Máy móc ok luôn ha, găng tay trên nút hơm luôn. No 5 mà nó hai phiên bản, ba phiên bản luôn. Phiên bản là RAM 2 của nhớ 16, còn phiên bản là RAM 3 của nhớ 32, còn phiên bản cao nữa. 256 nha, 500k ha. Rồi cái 258 nè, cây này kêu Redmi 6A nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này 2 sim ha, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn, mã số là 258 nha, 600k thôi. Của Hồng My ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn cho bà con luôn. Máy mạnh lắm, máy móc ok luôn. Pin tốt lắm nha, 2 sim luôn á. Máy móc ok luôn, 258 nè, 600k thôi. Chơi được Liên Quân Wi-Fi với up luôn nha. Rồi 260 nè, 260 là cây Apple F3. Cây này hơi ám nhẹ, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm, không nước, không bể, không gì hết. Đó, em bán có 700, RAM 4, bộ nhớ 64 nha. Thường thường em bán 900 triệu, nên em bán có 700 do hơi ám nhẹ nha. Nó xài được 2 sim luôn nha. Cây này 2 sim 4G luôn, RAM 4 luôn. Đó, Android 6 chấm luôn. 700k mở số là 260 ha. 260 nha. Đó, màn hình ok luôn ha. Nó không có ám luôn, mà tại em thấy nó hơi hơi ám ám, em bán ám nha, chứ màn hình đẹp lắm nha. Găng tay cho nút hôm nha. Máy nó còn đẹp lắm, đẹp kênh siêu bê luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng pin tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok ha, cũ qua 5 tháng thôi. 700k nha, mở số là 260 ha. Rồi 261 nè, 261 là Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm màu đen. Cây này thì găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Pin thì trâu, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bị ốp ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm sạc được, xài được 8 nhân, mở nhân 2 Hz. Đó, cây này 750 nha, mở số là 261 nha, 750 ha. Màn hình thì riêng luôn, máy móc ok full ha. Chạy không thấy đường luôn, rất là mạnh, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bị ốp luôn ha. 261 nha, 750 nha, cũng lỗi ha. Rồi cây mã số là 225 nè. Cây này cây Asus Z00VD. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán trước bán 350, nay em bán 300 cho bà con nữa. Mã số là 225, xài được 2 sim luôn. Máy móc rin nguyên cây luôn ha, cũ 5 tháng thôi, màn hình đẹp. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok full ha, pin tốt lắm, bỏ sim nghe gọi được 2 sim luôn.
Nó có 300 này ha. Mã số là 225 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, sau đó cào ra xong điện cho em ha. Đọc mã của cạc, đọc địa chỉ, đọc tên, em ghi lời em ship ha. Thì cọc thì em sẽ trừ ra nha, 300 thì trừ tiền cọc ha. Mã số là 225 nha. Rồi cây mã số 226 nè. Cây này Galaxy Z200 nha. Z200 nha. Cây này học online laptop Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 350 rồi nha. Nó xài được 2 sim luôn á. Nó riêng nguyên cây luôn, bỏ túi nghe gọi ok luôn ha. Nó 2 sim luôn. Mã số là 226 ha. Màn hình riêng men riêng riêng hết. Màn hình riêng nó đẹp lắm nha. Ồ, pin thì tốt ha. Bỏ túi nghe gọi gọn hơn à. Em có tải sẵn ứng dụng luôn à ha. Đó, chỉ cần bỏ sim nghe gọi thôi đột cũng đã nữa ha. Này là pin rời luôn, dễ thay pin nữa ha. Mã số là 226 có 350 rồi nha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời ha. Rồi cái cây 229 nè. Cây này cây Oppo A51W nha. Cây này bị ám nhẹ, màn hình Ring RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán là 350, mã số là 229 nha. Máy móc nó cũ qua 5 tháng, có hồng ngoại luôn nha. Màn hình này riêng nguyên cây, nó hơi chạy nhẹ nha. Máy móc ok luôn, hơi ám nè, xài bình thường chứ không ám là em bán 500 rồi. Ám em bán 350 nha, mã số là 229 nha. Xài được 2 sim luôn á. Rồi cây này là cây Moto C của RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 400k thôi, xài được 2 sim luôn, mã số là 231 nha. 231 ha, Moto C. Cây này thì full chức năng luôn nha. Đó, rin nguyên cây luôn. Em tải sẵn ứng dụng rồi. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi cũng ok luôn ha. Đó. Em vô cài đặt em lướt cho con nào. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi. Cây này cũng pin cũng tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Em sạc mà không quên tắt nguồn ha, để cho từng lễ. Rồi 400k nha, mã số là 231 ha, 231 đi, Moto C ha. Rồi cái 239 nè. Cây này cây Redmi Note 3 nha, Redmi Note 3 RAM 2, bộ nhớ 16 Android 6 chấm. Cây này có găng tay một chạm nè ha, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, pin thì tốt lắm. Cây này có chế độ sạc nhanh nữa. RAM 2, bộ nhớ 16 luôn nha. Em bán có 500k thôi, mã số là 239 nha. 239 xài được 2 sim 4G luôn, riêng nguyên cây luôn. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Ôi ôi nó chạy nè. Nó chạy mà phải thắng lợi, lướt cái thắng lợi. Nó chạy mẹ hết trơn rồi, lướt cái thắng lợi luôn. Nó nhanh lắm. Của thằng này nó nhanh lắm ha. Ra nó cây này 500k, mã số là 239 nha. 239 ha. Rồi cây 240 nè. Lâu lắm em mới thấy được Kino C2 ha. Kino C2 này RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm. Cây này rin ngay full chức năng luôn. Em bán 500k ha, mã số là 240 nha. Máy móc là cùi cùi luôn, C9. Lâu lắm em mới thấy được cây này á, tại hiếm lắm. Hàng này hàng hiếm, No 3, No 3.1 thì dễ, No 2 thì dễ ha, còn No C9 này nó hiếm lắm. Nó em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Tải sẵn ha, máy móc thì nó khỏi nói, full cây luôn. Màn hình không lỗi gì hết, rin luôn ha. Rồi 500k mã số 240 nha, 500k xài được 2 sim luôn nha. Rồi cái 244 nè, cái Redmi Note 5A Prime nha. Tên nó vậy ha, Redmi Note 5A Prime RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm luôn. Cây này đo đường nhịp tim nè, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G ha. Đó, cây này em bán có 700k, mã số là 244, chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi Fi, PUBG. Còn tất cả ứng dụng thì khỏi nói, lướt không thấy được. Nó mạnh lắm. Nó thường là 8 nhân trở lên, không dưới được. Mỗi một nhân cũng hết 8 trở lên. Cây này em bán có 700, mã số là 244 nha, 244 nha. Pin cũng trâu lắm. Và mã số đầu tiên là 205 ha. Cây này cây Vivo i5 á, bị nứt. Nứt có một đường một ha. À, nước không đường cảm ứng xài bình thường, full chức năng, rin nguyên cây luôn. Bỏ 2 sim nghe gọi ok luôn ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Em bán 300 nha. 300k, mã số là 205 nha. Máy móc full chức năng luôn, máy móc ok luôn ha. Chọt cây sim này ra được 2 sim nha. Bỏ 2 sim luôn.
máy móc cảm ứng ok, riêng nguyên cây tải sẵn ứng dụng cho con ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100% thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em ha, đọc mã cạc, đọc địa chỉ, đọc tên em ly đấy ha, cọc thì em sẽ trừ ra ha. Mã số là 205 nha, 300k ha, bỏ ship nghe gọi cũng lợi nữa. Rồi mã số là 206 nè, Galaxy Z320 nha, Z320. Cây này riêng nguyên cây full chức năng về mi nứt, nứt màn hình ha, cảm ứng xài bình thường, nứt một đường ha. Đó, nứt miếng vậy nè. Đó, cây này thì học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán cũng 300 ha. Cây này thì xài được 2 sim 4G luôn, 300k, bỏ sim nghe gọi cũng lời ha. Mã số là 206 nha, 206. Đó, máy móc riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Nó tải sẵn hết luôn. Máy móc là pin tốt luôn nha, pin ok hết luôn, xài được 2 sim luôn, 4 sim luôn ha. Rồi 300k, mã số là 206 nha. 210, cây Huawei R5 nha, Huawei R5, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm luôn. Đó, Android nó 7 chấm luôn. Cây này găng tay một chạm luôn nha, có 2 sim luôn 4G luôn ha. Em bán có 400k thôi nha, 400k mã số là 210 nha. Mã số là 210 ha. Đó, máy ok luôn ha. Chạy không thấy đường nha. Đó. Mã số 210 pin tốt ha, bị nứt đen tí nỉ nha. Đó. Máy móc ok, bán 400 nha, RAM 2 quận nhớ 16, Android 7 chấm luôn á, găng tay một chạm luôn, 2 sim 4G luôn. Rồi 400k mã số là 210 nha. Rồi cái 212 nè, cái Vivo 1610 nha. Vivo 1610 sở hữu là RAM 2 quận nhớ 16, Android nhớ 6 chấm. Cây này em bán 450 nha, mã số là 212 nha. Máy móc full chức năng, không nứt, không bể, không gì hết luôn. Máy móc ok luôn, bỏ sim ngay gọi tốt luôn, 2 sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó. Pin thì tốt lắm ha, 2 sim luôn nha. Rồi 450, mã số là 212 nha. Cây Vivo ha. Rồi cây 214 nè, cây Redmi 4A nha. RAM 2 của nhóm 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha. Mã số là 214 nhân 500k ha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android 7 chấm của Xiaomi ha, của Hồng Mi. Đó, máy móc ok, full chức năng nha. Máy chạy không thấy đường luôn. Đó, máy ok luôn ha, full chức năng. Rồi 214 nha, 500k ha. Đó, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì bao ship. Cây này có hồng ngoại nha, xài được 2 sim nha. Rồi 215 là Nokia 3.1 nha, 3.1. cây này RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 5 10 chấm luôn, Android 10 chấm luôn. Cây này RAM 3 nha. Đó, em bán là giá là 550 nha, mã số là 215. Cây này xài được 2 sim nha, sim cọc ngoài nè, 2 sim, 1 thẻ nhớ, 2 sim ở trên đây, 1 thẻ nhớ nằm đây ha. Màn hình full chức năng, riêng nguyên cây full hết toàn bộ luôn. Máy móc ok, im lắm, im rụi luôn, máy nó dài thòn mà cứng ngắc. Pin tốt lắm, thằng Nô nó chủ yếu là pin tốt lắm ha, bền nữa. 215 nha, giá 550 ha. Em có cái cây này xịn sò của VMAX nha. Đó, nó tên là VMAX Activa, nghe cái tên không rồi khủng hoảng tinh thần. Tại vì cái màn hình này, nó mắc lắm. Cây này riêng luôn, màn hình riêng luôn mới có giá này nha. Chứ màn hình mà mua không có giá này không ai bán luôn. Màn hình không đủ tiền cái này luôn. Ba camera. Đó. Sạc không dây cái gì đo nhịp tim ha. Cây này có sạc đuôi tai xi ha, ba camera luôn ha. Cây này có camera thuộc lò nha, camera trước ha. Đó, pin thì trâu như con bò, pin trâu lắm, tải con cá lội là biết rồi, đẹp ken spen luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, camera thuộc lò luôn, màn hình đẹp luôn. À, thuộc lò lo cũng chết. Đó, thuộc lò luôn ha, máy móc ok luôn. Đó, đã không? Ví dụ mình gắn Face ID, gắn màn hình gì, rồi mình gắn nhận diện khuôn mặt á, cái mỗi lần mình mở màn hình lên nó chạy camera lên, cái mình tắt cái nó chạy xuống. 221 nha, 1.8 triệu nha, RAM 6, bộ nhớ 64, Android 10 nha. Chơi được tất cả các loại game rất là mạnh, chơi được 2 sim 4G luôn. 1.8 triệu ha, mã số 221 nha. Rồi cây mã số là 183 là cây iPhone
iPhone 5G nha, cây này 16GB ha, 16GB quốc tế full chức năng luôn, cây này full chức năng quốc tế luôn ha. Đó, màn hình nó hơi xấu tí, em bán 350 nha, mã số là 183 ha. Đó, máy móc còn đẹp ken luôn, màn hình nó hơi xấu, nó hơi xấu hả, chạy cảm ứng xài bình thường, nó full chức năng, bỏ sim nghe gọi tốt, biết chừng nào hư nó. Đó, máy móc ok full nữa ha. À, tải sẵn ứng dụng rồi ha, pin tốt luôn, tặng theo cái cọng cáp luôn nha. 350 mã số là 183 nha, iPhone 5G ha. Rồi một cây 184 nè, cái này cũng là phone 5G 32GB, cây này 32GB luôn, cây này quốc tế full chức năng luôn ha, quốc tế mà full chức năng luôn, cây này em bán 400 nha, mã số là 184 nha. Máy móc thì cũ qua 5 tháng thôi, màn hình này không nứt không bể không gì hết, nút home này kia ok full ha, wifi đầy đủ, bỏ sim nghe gọi tốt, tải sẵn ứng dụng nào xài được xài, còn không rồi gắn vô rồi tải ha. Này dòng cũ nha, em bán này là 400 nha, mã số là 184 ha, 184 nha. Rồi cái 193 nè, cây này cũng Oppo Neo 9 luôn ha, bị ám màn hình nhẹ luôn ha. Cây RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn, cây này cũng bán 400. Cây này màu hồng nha, còn cây 192 nó màu 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 vàng. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt luôn, máy móc ok, không nứt không bể không gì hết. Màn hình full luôn. Nó ám nhẹ tí nị, em tải sẵn ứng dụng luôn. Để gì xài thôi đừng tải thêm, rất là mạnh. Em có xử lý máy hết trơn rồi. Cứ để vậy ứng dụng là nó có đủ ứng dụng rồi cứ bấm vô xài thôi, đừng có tải gì hết là nó máy nó chạy không thấy đường. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa bà con, đừng có tham quá, đừng có bỏ, đừng có tải thêm. Máy mình mua có 400, 300, 400 mà nên tải thêm nó không được nặng, cái bà con phải điện em cự em. Tội nghiệp em, máy nó sao em bán vậy, nhà sản xuất nó sản xuất cái máy nó như thế này thì bán như thế này chứ em đâu có sản xuất được cái máy này đâu. Đó, thì em có ta xử lý cho bà con hết toàn bộ ứng dụng, những ứng dụng đang đang xài là ok rồi, có 400K hả? Cái màn hình này không là đủ tiền, chưa nói tới cục pin, chưa nói cái men, chưa nói tới này kia, bỏ sim nghe gọi không có 400K bằng cái cục bắp nữa mà đòi hỏi quá cũng không tốt ha. Thì bà con có kiến thức thì tự tải tự làm ha, nó mượt là được, còn không biết thì đừng có nên làm, để như vậy xài ha, em khuyên là vậy. Còn mà mua có 400 thì cứ như vậy coi cái này thôi cũng lời nữa, coi những ứng dụng nè, nó ứng dụng này thôi, ứng dụng này thôi cũng lời nữa, khỏi cần với lại nghe gọi cuộc gọi alo alo thôi cũng lời nữa. Đó, 193 ha, có 400K thôi nha. Rồi 194 nè, Vivo i55 ha, Vivo i55 nè, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn, cây này em bán có 400 rồi nha, 400K. Cây này thì coi được Zalo, Facebook, TikTok luôn, phà luôn ha. Coi YouTube đỏ luôn ha. Mã số là 194 nha, 400K thôi, xài được hai sim luôn. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng nè. Đó, máy nào em cũng hỗ trợ tải ứng dụng sẵn cho bà con luôn, chứ cần bỏ sim nghe gọi thôi cũng lời nữa. Wi-Fi này kia đầy đủ hết. À, để vậy xài là vô tư luôn, 194 nha, 400K thôi. Đó, em bán dòng rẻ nhất trong các loại điện thoại rồi, không ai bán rẻ hơn em đâu, nói thiệt. Nó có ai mà bán cái máy này mà rẻ đâu, mà có 400 mà em lời có 50-60 ngàn ca hả, mà kêu em bảo hành em chỉ bao test khi bưu tá lại giao thôi, bảo hành là sao em lời có mấy chục ca rồi, kêu cái tiền bảo hành của cái tiệm ở ngoài thành phố hoặc là tất cả các tỉnh thì cái tiền bảo hành nó thường vô hỏi đó, thì là 300 đến 350 một gói bảo hành một năm, mà giờ là có 400K cái điện thoại này mà kêu bảo hành là bảo hành sao hả, em chỉ bán test thôi buông tay, mà cái này hãng chứ không phải thường đâu, nó cũng cái tiếng tăm chứ không phải thường đâu, có 400K bảo sim nghe gọi cũng lời nữa, mã số là 194 nha, hai sim đúng không. Rồi cái cây 178 nè, cái cây này cây Redmi Note 4X nha, cây này màn hình green hơi ám nhẹ, RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mình rồi 6 chấm, cây này 10 nhân mỗi nhân 2 Hz ha. Nó thường thường cây này nếu mà không bị ám nhẹ ha, em bán giá là 900 nha, 900 tới 1 triệu nha, nhưng mà cây này hơi ám nhẹ em bán có 800 mà. Nhưng mà được cái màn hình green nha, nó găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G 800K, mã số là 178 ha, em cho con màn hình nha. Màn hình Green máy móc ok full ha, đã, nó hơi ấm nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy, chơi game đã lắm, mượt cực kỳ luôn, RAM 4, bộ nhớ 64.
Ở cái dòng này là chơi game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn. Còn những ứng dụng khác là lướt không thấy đường nha. Rất là mạnh luôn. 800k, mã số là 178 nha, 178 nha. Chân tay một chạm để cái tay vô là phật lên liền ha. Này 181 nè, 181 là cây Oppo Reno 4. Reno 4 này thì RAM 8 cộng 5 nha. À, RAM nó 13. 13 bộ nhớ 128, dòng cao cấp, 3 camera luôn, đẹp, màn gì lắp lưng nó chiếu chiếu luôn ha. Nó cây này thì Android nó 12 chấm. Cây này em bán có 2,5 triệu, mã số là 181 nha. Ngoài thị trường cây này mắc lắm. 4-5 triệu vậy đó. Cây này em bán có 2,5 triệu. Nó sạc đuôi tai si luôn. Mã số là 181 nha. Màn hình đục lỗ, camera kép luôn, đục lỗ luôn, màn hình đẹp lắm, ken spen luôn. Máy móc được cái màn hình riêng luôn nha. Màn hình riêng luôn nha. Riêng luôn, máy móc ok full luôn ha. Đẹp lắm nha, đẹp ken spen luôn nha. 181 nha, giá 2,5 triệu nha. Đầu tiên là cây A156 nè. Cây này Galaxy S3 nha. S3, màn hình Super OLED chứ không phải thường đâu. Nhưng mà đời cũ quá, em bán nghe gọi nha, em bán 300 ha. Bỏ sim nghe gọi ok luôn ha, 300, mã số là 156, A156 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, màn hình đẹp luôn. Đó, máy móc ok, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, chỉ cần vô đây chơi thôi, ứng dụng không muốn lời nữa, có 300 rồi. Bỏ sim nghe gọi 3G luôn ha. Đó, 300k, mã số là A156, không nứt, không bể, không gì hết. Cũ qua 5 tháng, màn hình đẹp nha. Rồi cây này 300 ha. Rồi cây 156 nè, Galaxy G530 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này không nứt, không bể, không gì hết. Nó rin nguyên cây luôn, full chức năng, không lỗi gì hết luôn. Em bán có 300, bỏ 2 sim luôn nha. Cây này xài được 2 sim luôn, mã số là 156 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, hay là chuyển khoản ngân hàng ha. Ai chuyển khoản được thì càng tốt, còn không chuyển khoản được thì thôi chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel ha, 50% nha. Nếu cọc 100 thì em bao ship nha. Đó thì đọc mã cho em rồi đọc địa chỉ, đọc tên, đọc địa chỉ xong em ship tới chỗ cho kiểm tra, ok thì nhận ha. Cây này 300 thì trừ tiền ship ra ha, trừ tiền cọc ra ha. 156 nha. Đó, 300k xài được 2 sim ha. Rồi 157 nè, Galaxy Z200 nha. Z200 rin nguyên cây, full chức năng, màn hình rin, men rin hết, toàn bộ rin luôn. Pin thì tốt, xài được 2 sim luôn, máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết, vỏ cũ qua 5 tháng nha. Rồi cây này 350 nha, mã số là 157 nha, xài được 2 sim nha, 157 nha. Cây này bỏ tiêu gọn lắm, nghe gọi không đã lắm, biết nào hư nó. Chừng nó gớt, chọi, tống lộn thôi, biết chừng nào hư nó. Đó, của thằng Sam luôn á, mã số là 157, 350 nha. Rồi 161 nè, cây này cây Lenovo A nha. Lenovo A, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400k thôi, không nứt, không bể, không gì hết, rin nguyên cây luôn, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn, mã số là 161 nha. Của thằng Lê luôn ha. Đó, bán có 400k thôi, 400k cây này nha. Tên của nó ở đây ha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Pin thì tốt lắm, xài nghe gọi ok luôn ha. Rồi 161 ha, 161 400k nha. Rồi cây 164 nè, cây Vivo Y51A ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450, mã số là 164 nha. Cây này Android 7 chấm luôn, máy móc ok full luôn ha, đẹp ha. Đó, màn hình cũng đẹp luôn nè, màn hình rin luôn nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, đã lắm nha, mạnh lắm nha, Vivo là mạnh lắm. Rồi cây này 164 nha. Đó, 450 nha, 164 450 nha, xài được 2 sim luôn nha. Còn nếu cộng trăm thì còn lợi 200 bao ship luôn ha. Mã số là 132 nha. Rồi cây 138 nè, 138 là dòng này của thằng Gtech gì đó ha, 1516 Plus nha, tên nó vậy ha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Sim thì 2 sim ở trên đây ha. Mở cái chỗ này nè, bấm lên đây mở nắp này ra có 2 sim, một thẻ nhớ nha. Em bán có 400k thôi, pin này trâu lắm. Mã số là 138 nha. Pin nó trâu như con bò luôn. Pin nó cực khủng hoảng luôn. Em tải sẵn ứng dụng nè.
đã sẵn luôn cho bà con ha. Mua về xài theo cảm ứng vô tư, camera trước có led luôn, mình gọi loa này kia là ok luôn ha. Mã số là 138x400k, xài được 2 sim, pin tốt lắm. Tên của nó là 1516 Plus nha. Rồi cái 153 nè, 153 nha. Cái này cây Galaxy S7 nha, Galaxy S7 luôn. Nó màn hình Super OLED luôn, riêng nguyên cây hơi ám nhẹ. Cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim nè ha. Nó RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Em bán 900k nha, 900k, mã số là 153 nha, 153 luôn. Máy móc ok luôn, con cá nó lội một cái, nó con cá nó lội nè, thấy không? Nó đẹp cancel bên luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng vô bà con rồi, đẹp lắm. Có sạc không dây, màn hình Super OLED luôn nha. Rồi cây này 900 nha, RAM 4, bộ nhớ 32 luôn. Mã số là 153 nha, máy còn đẹp kênh luôn ha, màn hình Super OLED luôn nha. 153 nha, 900k ha. Rồi mã số là 112 nè, cây này Galaxy Z200 nha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, 400k thôi, xài được 2 sim luôn đó nha. Mã số là 112 ha, cây này riêng nguyên cây full chức năng. Nó là Z200 ha, màn hình riêng men, riêng riêng hết. Cái màn hình không đủ giá tiền ha, bỏ sim nghe gọi lời luôn ha. Giờ mua cái cụ bắp mà 3-4G là mắc lắm. Cây này thì bỏ sim nghe gọi được 4G luôn, 3G bình thường ha. Đó, có 400k, mã số là 112 ha. Vài bữa nữa Viettel nó sẽ cắt 2G rồi. Người nào đang xài cụ bắp á, tranh thủ mà mua mấy cái rẻ bỏ sim vô nha. Vài bữa nữa mấy cái cụ bắp nó xài dựa vào 2G nó xài vậy ha, có khi cắt xài không được. Rồi mã số là 112 nha, 400k ha. Rồi 114 nè, 114 ha. Cây này cây Oppo Neo 9 nha, hơi ám nhẹ, màn hình Rin, men Rin Rin hết toàn bộ, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 400, xài được 2 sim của Oppo ha. Đó, xài 2 sim luôn. Mã số là 114 ha. Máy móc ok, full chức năng, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt, xài được 2 sim luôn. Mã số là 114 nha, 400k. 116 nè, Nokia 3 luôn nha, của thằng Nô nha. Nokia 3, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Đó, Android trên núi luôn. Cây này em bán có 500k ha. Mã số là 116 ha. Cây này xài được 2 sim, một thẻ nhớ, khe sim trên này nè là 2 sim, khe dưới là 1 sim, một thẻ nhớ nha. Nó 2 sim, một thẻ nhớ luôn, có 500k, rin nguyên cây full chức năng. Mã số là 116 nha. Máy móc ok, full chức năng, cũng cuồn cuộn đẹp đẹp ha. Nó cùi mà đẹp, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, test ok hết toàn bộ ha. Đó, máy móc nè. Đó, bỏ sim nghe gọi thôi cũng lời nữa. Đó, có 500k, mã số là 116 nha, của thằng Nô 3 nha. 126 nha, 126 là cây Vivo Y55A, tên của nó nha. Cây đặc biệt nè, đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ mà 64, Android nó 6 chấm luôn. Cây thường thường em bán 900 triệu, em bán giờ 700k cho bà con luôn, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha. Nó Vivo xài rất là bền nha. Cái dòng Vivo xài bền lắm, hai sim và một thẻ nhớ trên đầu ha. Máy móc cũng còn đẹp lắm. Rồi 700k nha, RAM 4, bộ nhớ 32 luôn, đây. Ai muốn biết thì em chỉ luôn, đây RAM 4 nè, thấy chưa, RAM 4 nè. Này là xử lý là 8 nhân mỗi nhân nè, nó chạy ha. Cây này Android nè ha, nó máy móc ok luôn ha, máy sao hiện sao bán vậy mà của Vivo ha. Nó 700 ha, mã số là 126 nha, RAM 4 luôn á. Rồi 128 nè, cây Galaxy S6 Edge Plus. S6 Edge Plus sở hữu màn hình Super OLED công diện hay công luôn ha. Cây này có sạc không dây nha, có đo nhịp tim nha. Đó, sạc không dây đo nhịp tim luôn. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 700 nè. 700 chưa đủ tiền cái sườn. Em bán có 700 à. Mã số là 128 nha. Màn hình Super OLED công luôn. Cái màn hình thì thị trường á, chiến tại bán đâu 2 triệu mấy 3 triệu gì đó. Nhưng bây giờ em bán ghẻ bèo luôn, trải nghiệm màn hình Super OLED công luôn ha. Pin cũng tốt lắm ha, ok lắm ha. Bỏ sim nghe gọi ok luôn.
Cây này em bán 700 rồi nha, mã số là 128 nha. Super AMOLED luôn. Về trải nghiệm chơi Liên Quân cũng lời nữa. Đầu tiên mã số là 82 nha. Cây này cây Oppo Neo 7 luôn, xài được 2 sim. Cây này nó bị sọc. Em bán bỏ sim cửa trái nghe gọi ha, gọi này kia rồi cảm ứng thì xài bình thường nhưng mà màn hình nó hơi sọc. Máy thì full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán 250. À, cùi bắp thì cũng vậy thôi, để vô cái sim vô đây ha, xài được sim ha. Rồi 250 mã số là 82 nha. Máy nó bị sọc một đường giữa ha, nhưng mà cảm ứng thì xài bình thường. À, cảm ứng là ok luôn, máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng rồi. À, về gắn wifi vô bỏ sim vô nghe gọi thôi, tốt ha. Đó, bị sọc một đường chứ bình thường ha, không nứt nha. Rồi cây 82 giá 250 nhưng bỏ túi nghe gọi cũng lời nữa. Rồi mã số 88 này. Cây này cây Mobile nha. Cây này Mobile A32. Học online tốt, Android nó 7 chấm luôn nha. Em bán cũng có 350. 350 nhưng mã số là 88 ha. 88. Nó có 350 bỏ sim được 2 sim luôn, nghe gọi tốt luôn. Máy móc ok luôn ha. Em mới mở nguồn lên nó hơi chậm tí. Đó, sạc trên đầu ha. Đó, máy móc cũng còn gạp ha. 350 mã số 88 mình rồi 7 chấm luôn. Máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng. Em tải sẵn ứng dụng vô bà con rồi ha. Đó, máy móc ok ha. Ứng dụng có sẵn luôn. Rồi cây này em bán 350 nha. 350 xài được 2 sim, mã số là 88 nha. Sạc đuôi trên đầu ha. Rồi cây 92 nha. Cây này cây Vivo 1606 nha. Cây này đặc biệt có Face ID nhận diện khuôn mặt ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này thường thường em bán tới 500 mà nay em bán có 400 luôn ha. 400 luôn, mã số 92 nha. Có 2 sim luôn nha, 4G luôn, 2 sim luôn. Máy móc thì riêng như cây full chức năng. Đó, em tải sẵn ứng dụng test hết cho bà con hết rồi. Đó, sim bỗng test banh chành hết rồi ha. Đó, sim rồi, test hết rồi ha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây 400k mã số là 92 ha. Xài được 2 sim luôn, máy móc ok luôn, full ha. Riêng nguyên cây luôn. Hàng Vivo nha, có Face ID ha. Rồi mã số là 95 nè ha. Cây Huawei L24 nha. Cây này có găng tay một chạm nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 400 luôn. 400 full chức năng, riêng nguyên cây, không nứt, không bể, không gì hết. Mã số là 95 nha, 400k thôi, xài được 2 sim có găng tay luôn mới ghê chứ. Màn hình cũng ok tương đối luôn. À, máy móc ok chạy không thấy được. À, tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ luôn. À, máy móc ok full ha. Cây này không lỗi gì hết luôn, găng tay một chạm luôn, có găng tay luôn. À, bán có 400k ha. Mã số là 95. 95 nha, ai mua thì cọc cái cạc thì theo 50 hay là 100 nha, cọc 100 bao ship nha. Ở đây nó hai cây sim ha, cây sim 2 nó bị mất rồi, còn cây sim này là một sim một với một phải nhớ ha, còn cây sim thì bị mất rồi. Em bán giá có 400 rồi nha, mã số 95 ha. À, lâu lắm em mới thấy cây Sony G3312, lâu lắm rồi nha. Cây này đặc biệt là pin trâu ha, pin trâu lắm, nó Sony mà sạc đuôi tai chi. À, Android nó 7 chấm luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm. Cây này em bán 550 nha, mã số là 102 nha. Pin nguyên cây luôn mới ghê chứ, mà lâu lắm mày thấy đựng cây, pin trâu lắm, xài được 2 sim luôn á. Pin hết toàn bộ luôn, nghe tốt lắm, đã lắm, sạc đuôi taxi nữa. Đó, Sony G3312 nha, Android 7 chấm luôn, em bán 550 nha, mã số là 102 nha. Máy full chức năng không lỗi nữa, pin nguyên cây luôn, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cái 104 nè, Galaxy A5 nha, 2017 nha, tên nó vậy ha. Galaxy A5 2017 nha, cây này bị nứt. Nó nứt một chỗ này cũng tí nị ha, chứ chỗ này cũng miếng nha, nứt có tí nị ha. Giờ em để trong bóp nó cứng với nhau á, nứt có tí ha, lỗ luôn, bán lỗ vốn nha. Rồi cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Đó, cây này Android 7 chấm luôn, mà có sạc không dây nữa. Đó, em bán giá có 600 à. 600k luôn nha, bán lỗ luôn á, giá vốn á, Android 7 chấm ha. Đó, em bán giá có 600, mã số là 104 nha. Cây này thì nó nứt con tí nị ở đó, xài bình thường, full chức năng nha.
anh tải sẵn ứng dụng cho con rồi, đi tốt lắm. À, nút home là có găng tay nha. À, cái này thì xài được hai sim luôn nha, hai sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, vỏ sườn thì cũ qua 5 tháng nha. Có màn hình display luôn nha, có màn hình display luôn. Rồi cây này 600 nha, năm 2017 nha. Rồi, mã số là 104 nha. Rồi mã số là 60 nha. Huawei L21 nha, cây này hơi ám. Đó, cũng là riêng nguyên cây luôn nha. Riêng nguyên cây có nghĩa là máy móc riêng hết toàn bộ luôn nha. Màn hình riêng nè, men riêng, pin riêng hết. Gọi là riêng nguyên cây nha. Đó, học online tốt luôn. Cây này gam 2 của nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Zalo, Facebook, YouTube việc chơi hết toàn bộ ha. Cây này em bán có 400, xài được 2 sim luôn á. Mã số là 60 nha, mã số 60 nha. À, em đưa màn hình lên cho coi ha. Đó, máy móc này cực kỳ đã luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Pin cũng tốt lắm. Em test ok hết cho bà con, gắn cố gắng test kỹ cho bà con nha. Test mà hết mức luôn á. Và có 400k, mã số là 60 nha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Giờ chạy ra mua cụ bắp mà 3G, 4G là cũng 700-800 á. Nếu mà kêu cụ bắp như hiện giờ mà còn 2G là xài không được. Mà 3G, 4G là khoảng 700-800, mà cây này có 400. Thua cây cụ bắp luôn. Có sao, mã số 60 nha, 2 sim luôn á. Rồi cây 61 nè. Cây này cây Oppo A51W nha. A51W, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. 2 sim luôn, cây đặc biệt có hồng ngoại nha. Đó, 2 sim mà hồng ngoại của app luôn. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16 luôn, em bán có 450 thôi. 450 mà riêng nguyên cây, không lỗi gì hết, full chức năng. Mã số 61, bộ sim nghe gọi tốt luôn. Màn hình full, đẹp luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, đã mướt lắm ha. Cây này em bán có 450 nha, thường thường em bán 550, cây này em bán với 450 nha. Mã số 61 nha, bỏ được 2 sim luôn nha, có hồng ngoại luôn. Rồi mã số 63 là Z-Test ha, Z-Test B51, sim là 2 sim, một cái nhớ là ngay chỗ này nè, lấy ngón tay nè, bở cái này lên nguyên cái này ra ha, là có 2 sim, một cái nhớ đúc vô đó ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này pin cũng trâu như con bò luôn. Em bán có 450 à. Android 7 chấm luôn, bán có 450 à. Mã số 63 nha. À, ai mua về thì chữa trái, bỏ sim nghe gọi coi cả lương này kia rồi ha. Còn không thì đào bi, đào mạng gì đó, muốn làm gì làm ha. Rồi cho mấy bà ngoại, bà nội gì có cây coi cả lương cũng vui rỉ rả đỡ buồn ha. Chứ bà nội bà ngoại không lẽ ai mà rảnh đâu mà ngồi đó tâm sự bả suốt ngày suốt tháng suốt năm. Đưa cho bả một cây máy cho bả coi cái lương, mở cái này mở kia rồi coi, có 450 bà ngoại vui lắm. 63 nha, mã số 63 ha, bỏ được 2 sim một cái nhớ luôn. Nó em tải sẵn ứng dụng rồi, chỉ cần về bấm vô nhập wifi bỏ sim cũng được, bấm lên là coi thôi. Còn bà ngoại thì mình sắm cục sạc á, dây dài chút nữa gắn vô rồi trực tiếp cho bả xài luôn. À, máy móc ok, full chức năng, màn hình đẹp luôn. Rồi có 450, mã số 63 nha. Cây này nặng kịch, pin trâu lắm, 2 sim luôn nha. Rồi cây 38 là cây Galaxy Z200 nha. Riêng nguyên cây, full chức năng, không lỗi gì hết. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400k ha. Nội cái màn hình không đủ giá tiền nha. Mã số là 38, full chức năng, không lỗi gì hết, pin tốt nha. Máy móc ok ha, đó, máy ok luôn ha, đẹp nha, màn hình ok luôn ha, bỏ túi nghe gọi ha, đi ruộng đã lắm ha, có 400k, mã số là 38, xài được 2 sim luôn nha. Rồi mã số là 45 nè, cây Asus nha, Asus X008D nha, cây này có găng tay một chạm nè ha, đó, xài được 2 sim 4G luôn, cây này đặc biệt là RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán 600 mà giờ em bán có 550 nha. 550 cái này nha, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn nha. Cây này mã số là 45, rất là mạnh mẽ, găng tay một chạm luôn, màn hình full chức năng, không lỗi gì hết, không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Đó, máy móc green nguyên cây, full chức năng ha.
Vỏ thì cũ qua 5 tháng thôi, chuyện bình thường ha. Mua ốp lưng ốp vô xài bình thường, còn không để vậy xài ha. Có 550 à, được cây RAM 3 luôn nha. Android 7 chấm luôn, mã số là 45 nha, 45. Rồi cây 48 nè, cây này iPhone 6G nha, bị nứt miếng tích nỉ ở dưới đây. Đây, nứt con tí nỉ dưới đâu đâu rồi ha. Đó, máy móc ok luôn. Cây này bị mất găng tay ha, học nghe gọi tốt 16GB ha. Cây này cũng Zalo, Facebook, YouTube ok, tổng bộ ha, liên quân được luôn ha. Cây này 800 nha, 800k, mã số là 48 nha. Nó chơi được liên quân này kia ok luôn, ai muốn tải thì nói em tiếng ha. Em có tải sẵn ứng dụng ở trên đây rồi. Nút home mình xài bình thường ha. Đó, nút home bấm bình thường luôn. Máy móc ok, nghe gọi tốt lắm á, 800k ha, mã số là 48 nha, iPhone 6G nha. Rồi cây 49 nè, cây Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus thì có găng tay một chạm, có hồng ngoại ha, xài được hai sim 4G luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android trên núi, Android 8 chấm luôn ha. Cây này em bán 800 nha, chơi được game Liên Quân, Wi-Fi bị up luôn, chơi tất cả các loại game luôn nha. Còn Zalo với TikTok hay Facebook hay lướt từ từ thôi chứ lướt nhanh quá phải thắng lại. Mã số là 49 nha, 49 800k. Đó, muốn chơi game thì mua cái này ha, cho em nó mấy đứa cháu nó chơi game tặng nó cây nó mừng hết lớn luôn ha. Có mấy cây mà yếu yếu rồi mình chơi nó giật lắc ha, nhưng cây này là khỏi chơi luôn, có 800k ha. Mã số là 49 nha.